đâm hồi. Phay hộ cháu khu đất này nhá. Phay hết ở đây à? Vâng, phay hết đây cháu ấy. Để cháu trồng ngô nhá. Hộ cháu ấy nhá. Thank you.
anh pha hết cái đám lương này cho anh nhé. Để anh trồng sắn. Anh trồng sắn à? Cô cháu bưa cái thửa này để cháu trồng ngô. Vâng, trồng ngô à? Vâng, cháu trồng ngô.